Xin chào các anh chị, chúc mừng các anh chị đã có quyết định sáng suốt để tham gia cùng với cơ hội New Skin. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, cơ hội này cũng giống như là bất cứ bao nhiêu cơ hội khác, để thành công chúng ta cần những kỹ năng quan trọng. Và trong hệ thống chúng ta có 7 kỹ năng. 7 kỹ năng mà mỗi người cần phải hiểu và trở nên giỏi. Kỹ năng thứ nhất, chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu. Một người không có mục tiêu trong kinh doanh thì cũng giống như là lái xe mà không có địa chỉ. Chúng ta không biết khi nào chúng ta tới đích. Thế nên là chúng ta phải thiết lập mục tiêu. Các chị tham gia trong vòng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm hoặc là hơn nữa, chúng ta tham gia New Skin để đạt được điều gì. Thứ hai, chúng ta lập danh sách. Danh sách giống như là một cái vốn liếng chúng ta đang có. Ai là người có tiềm năng làm công việc này hay là sử dụng sản phẩm. Danh sách đó bao gồm những người bạn, những người anh em, những người hàng xóm, những người đồng nghiệp, những người sinh hoạt trong cộng đồng. Họ là một danh sách và thiết lập một danh sách càng nhiều càng tốt. Để rồi sau đó chúng ta đi vào bước thứ ba, đó là mời. Chúng ta mời những người này để gặp chúng ta hay là tham dự những buổi hội thảo và huấn luyện để họ có thể tìm hiểu thêm về cơ hội này. Chúng ta chỉ mời họ tìm hiểu, các chị, chúng ta không phải mời họ tham gia. Và khi chúng ta mời được họ thì chúng ta học thêm một kỹ năng nữa, đó là kỹ năng thuyết trình hay là kỹ năng chia sẻ. Không phải chúng ta có thông tin rồi chúng ta nói kiểu nào người ta cũng hiểu. Chúng ta phải học cách để chúng ta chia sẻ một cách bài bản để giúp cho hiểu được thông tin chúng ta đang chia sẻ. Và sau khi chúng ta học được cách chia sẻ thì chúng ta học cái cách theo sát, tức là follow up. Tức là sau khi một người đã được lắng nghe, chúng ta cần phải học cách trả lời những câu hỏi, học cách để mà giải quyết những vấn đề. Và sau khi chúng ta đã giải tỏa được những thắc mắc và câu hỏi thì chúng ta học một cái bước kế tiếp, đó là bước khởi động, khởi nghiệp. Khi một người bắt đầu muốn tham gia thì chúng ta khởi nghiệp, giúp họ khởi nghiệp bằng cách nào, chúng ta chỉ cho họ điều này. Và sau đó bước thứ bảy, đó là chúng ta kết nối họ vào đội nhóm để giúp cho họ làm việc, kết nối họ vào những sinh hoạt của nhóm, kết nối họ vào conference call, kết nối họ vào sự kiện. Và đây là 7 kỹ năng mà tất cả mỗi người chúng ta cần phải học. Thời gian bao lâu đó là tùy các anh chị. Mến chúc các anh chị sớm thành công trong công việc này bằng cách học và hành sử dụng giỏi tất cả 7 kỹ năng. Xin cảm ơn các anh chị.